Ui giời. Đó, rất những cái nhiều. Đó này phải đến mùa mới có ăn đấy. Mùa mới có các bạn. Ui trứng xanh này. Ăn trứng của nó ăn nó rộp trứng. Hay là ơi, mày kia tao mày chơi trò phi thuyền không? Phi thuyền gì? Ơi. À, cái trò lướt ván nhé. Lướt ván cho nó lướt ván. Em thích chơi trò đấy đó. Nhưng mà không có nhựa đường để dán. Đang... Anh dốt đấy. Anh kém đấy nhỉ, tuổi thơ không dữ dội nhỉ. Cái lấy cục pin này. Cục pin đập ra. Để ta đi lấy cục pin từ hang chế biến. Nhanh lên, không còn được chơi nữa tí đã. Nó cục pin rồi nhỉ. Kiếm cơm. À đây rồi. Pin nhà anh để góc ở trong đấy ấy. Đấy. Đây ta xem đi. Pin nóng lạnh. Ây da, còn lấy lắm. Ây da. Ây da. Ây, pin không ra. Bỏi. Ây da. Kém đấy nhỉ. Từ từ. Cái gì gạnh nữa. Đây là cái que nhé. Không ra được rồi. Ai ra không anh ơi. Đâu nhỉ. Hình như nó bị bà bố anh lấy cho. Tao lại tháo hết bà mày ra bây giờ. Bà bố anh lấy cho. À đây, mà mình sẽ lấy được. Mà kia chắc lắm. Đây. Không bên kia. Đấy. Đấy. Đây, đi ra. Chó chết nhỉ. Nổ chết gà mày. Nổ khỉ. Làm đi. Làm gì? Làm gì? Thế là cháu thủ đi ra. Để cháu tôm đi nhỉ. Không thực hiện theo dưới mọi hình thức các bạn nhé. À không nổ vô. Em nhớ là ngày trước em cũng đọc. Ai cũng dọa em là nổ vô nhỉ. Con bảo em lệ lưỡi vào cho nó giật giật. Để cục pin gì nhỉ? Có cục pin gì to to ấy. Để lưỡi vào nó giật. Đập đấy. Bùm. Đập đi anh. Đi vào. Thôi anh đập đi. Nó ở chỗ nào nhỉ? Ở đây đâu, đua đầu này hoặc là đầu này này. Thì ai cũng biết. Ai cái đầu đấy rồi. Em lấy con dao tông. Ôi, lấy dao tông đi. Mình rút cả dao này. Xong rồi. Có, anh cứ đổi đi. Thì chạy đập mạnh nào, anh đập được khỏe mà. Trên đi nhỉ, trên dưới nhỉ, tí nhựa đường à, khó khăn đấy. Đi à, đi à. Rồi, ra rồi. Đây, không phải. Không phải là cái cục ấy. Đây, trên này. Đấy, rồi. Im rồi. Em không nhớ là nó ở chỗ nào ấy. Đố. Lấy cầm pin rồi. Cái bây giờ pin nó đều không có nhức đường. Có. Không có nhức đường. Thì dán trong đến. Đi. Không cần. Đây là bản nha em nào. Hả? Có cái ỉ thì dán trong đến.
Sao mày mày lấy cho tao bắt gạo. Bắt gạo nhé. Để tao lấy nước gạo. Sau khi đấy thì mình phải bắt về, mình phải ngâm với nước gạo các bạn. Để vặt hết cánh. Lấy nước gạo cho nó đỡ mùi hằng. Lấy gạo gì? Lấy con nước gạo thì thả cá vào đây. Lấy gạo gì? Lấy thành cho con nước gạo để cho nó. Để mấy con khỏe trong kia rồi, chúng nó chơi, ngâm nước gạo ăn. Cho nó ăn coi nhé, để cho nó khỏe. Nó đảo đi, nó đảo đi cho nó. Mày tao thấy nào đảo? Ai chị đảo nhé, mày bó gạo ra để nước ai chị. Thế mày đổ đây mà. Ừ. Ôi, mình phóng lại. Chị xoài hết rồi. Rồi. Cho một ít muối nữa bạn. Cho vào đi. Muối chứ nhỉ. Rất là nhiều. Đó. Trên đầu mày. Tôi mới ra để cho nó khử mùi hao đi. Ui dồi, mày to lắm thế. Rồi để ngâm đây. Ngâm nhé. Đi vào chơi đây. Anh làm cái cho nó chín luôn nhé. Con này quên chết mất rồi. Chín thật à? Không. À bay. Ôi. Ô, bị loài gì xanh xanh. Đốt cho em ơi. Đốt cho em ơi. Định đi mà đốt. Đốt đâu cái này. Chín luôn. Chơi này khoái lắm mọi người ạ. Chơi này bị khoái. Bay đi tí. Này không dính bằng nhiễu đường. Không có. Đây. Đây đi. Hai con nó nặng. Ôi nó bị mập. À, đây là phi thuyền. Anh ơi, mày quay. Má đâu này. Mày? Này nó quay. Ấy con này chín bố sao? À đấy. Đó. Bay. Đùa. Đấy ạ. Bay đi đấy. Con này yếu mới quá. Ôi giời ơi. Đây. Mày mày không chịu bày, tao đi xuống tao dán tiền rồi đấy mà chơi bởi ấy xà nhà mình con... đang vặt hết ra vặt một cánh nè. Con này rất là, nói chung là khá là kỳ công các bạn. Vặt một cánh vào đầu, vặt vào cánh xong rồi phải tút bỏ cái đấy, vặt vào cái đầu cứng nó đi này. Nó đái ra hết rồi đấy, đây là trứng nó này, xanh xanh này. Nó đái ra hết nước muối mới còn nước vô gạo. Bây giờ rửa lại tiếp là rửa lại và chiên giòn. Cảm giác tuyệt vời, mất công một tí. Bùi lắm nhỉ, ăn được bùi thơm, ăn rất là phì, ăn với cơm nguội nữa. Không phải cơm rồi. Ăn với nước ngọt này. Ăn với nước ngọt chiên mắm phi hành tỏi. Phi hình ra lá chanh. Ối rồi. Rồi đi rửa. Có lá chanh không? Bùm. Lá chanh ngoài vườn nhà anh đầy rồi chứ. Rồi rửa đi, để tao dọn. Ấy, đấy. Sau đây là màn chế biến bọ xít của Mao Đệ Đệ. Cái
Dình dình nó cháy khéo mà đấy nha. Tao phải dình. Em biết nấu cái món này rồi. Thôi. Có đùa nhá. Đùa với ninja rùa. Với vịt kinh kinh khủng đấy. Bỏ xít rồi các bạn. Ơ, cho cả tỏi à. Em chạy cho tỏi bây giờ đâu. Cho cho thơm. Cho thơm này. Nào, cho vào. Cho chúng ta ăn bánh. Bánh vô thì có rồi nhé. Được chưa nhỉ? Thế mà cứ em biết nấu, đổ vào. Đổ vào đi. Đổ vào. Đảo đi không nó cháy nữa được. Bắt đầu lửa lại. Mày đưa anh hất cho mà xem. Anh dậy, đây, đây, đi đây. Đấy. 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 Sao thế? Nào, thử cái. Đẩn nó ra trước đấy. Thôi. Mất ăn này. Đẩn ra trước cái là nó tự đè đập vào thành, nó bật ra đằng sau, hiểu không? Thôi. Mắm. Đá cho ngấm như khô khô đã. Chúng ta để cho mắm. Wow, thịt thơm, bắt đầu chuẩn bị một trò. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Bây giờ chưa hấp dẫn đâu. Nhưng mà món ăn này cũng khá là kinh dị với nhiều người đấy. Nhưng mà không ăn được. Nhưng mà ngon. Nghe em bị chửi cái gì cả. Được, mày. Ngon đấy. Mày chửi mỗi ấy thôi, còn lá xoan mày còn ăn nữa này. Có anh. Thôi mày để đấy, tao nấu cho. Em chắc tính rồi anh ạ. Tính á. Wow, trời ơi, một chén. Ủa, đây tối quá. Đưa cho nó đi á. Đứng nhiều không nhỉ? Nhiều chứ, anh bảo nhiều mà. Chị xếp lại chay mà anh. Đi, cầm đũa lên đây. Đi, lên tầm. Anh cầm thìa, thìa. Lên tầm. Đâu rồi? Ai chà chà. Kinh điển. Cầm cái thìa cho cả nhà xem. Đây. Ôi giời. Ôi mãi. Wow. Thơm sáng mọi người ơi. Các bạn đã thấy phê chưa? Thơm ơi. Thơm mùi. Mỗi tội là camera không có mùi. Cả nhà nhá. Camera mà mũi người thì thôi rồi đấy. Mời mọi người mình. Camera mà có mũi nữa thì đấy. Ý, thấy giòn như các bạn. Trứng nổ của cô béo. Tuyệt vời. Món này nào béo. Đâu còn cái đâu. Đây đúng không? Này, cho mình có. Anh trứng nó nổ ấy. Con béo lắm. Thường. Cái này cũng giống kiểu với sầu nhỉ. Ngon. Giòn. Là anh em mình đi bắt bữa cái sầu ấy nhỉ? Đấy. Nhưng chưa đến mùa. Báo hội em mùa. Sắp đến rồi đấy. À. Món này mà nhậu thì vừa. Mọi người nha. Thôi nữa rồi. Hơi nhạt sao nhỉ? Hơi nhạt. Không cay phải không? Không. Người ta cho nhiều mắm lắm mà nhạt. Người ta không biết làm thì bị cay thôi. Đầu tiên về phải ngâm nước gạo. Không. Ngâm nước gạo đấy. Cho nó vào túi bóng rồi đái lẫn nhau. Thì bắt nó chả ở túi bóng nhá. Có người ném nó vào xô nước. Ừ. Rồi. Kệ bắt vào túi bóng cho nó xả còn hết, sống nó xả hết van nhỉ. Còn đâu ra nước thì ra để nước. Rồi. Ủa chết chắc, ngủ đúng chỗ nắng. Đã ạ. Chỉ mới tăng rồi không, nắng mới ấm. Nắng ấm hai chân. Tìm con nào thật là nhiều trứng.
trứng. Đấy, con này đệ trứng này. Bóp này nhé. Đang lên này. Nó có khổp luôn. Để con bóc ra xem nội thất nó có gì. Ui, toàn trứng luôn. Đấy. Đây này. Đây, toàn bạn. Trứng này. Toàn trứng này. Ăn béo lắm. Trứng bọ xít. Ở trên mình gọi là thưng thưng các bạn. Vừa là thưng thưng vừa là bọ xít. Mày muốn ăn ngon không? Em bảo. Em bảo. Béo quá. Không hấp. Thử bát xem hết không? Hả? Anh ạ. Phê không? Chọn con cá trứng ăn này nó mới phê. Đĩa này làm con cá trứng này không biết ở nhà hàng có cái món này không hả? Kém á. Nhà hàng là mình bắt cho mày ăn. Nó cảm giác thế không? Sơ sơ rồi nè. Ăn mấy con đầu nè. Khoảng quả. Chén được à? Mình cả không chuyên món này lắm. Cả mỗi năm mới có một lần rồi. Anh không chuyên món này à? Màu đệ thì nó chén hết. Trừ mỗi bà xoan nó còn ăn nữa nè. Anh ạ. Ơ sao tự nhiên tao nghe ngứa mồm nhỉ? Ngứa gì? Hết mắt. Như kiểu ăn ngứa mồm như kiểu ngứa cây giấy á. Hay là ăn không quen này. Lâu lắm thì mày ăn lại. Em có ngứa đâu. Mày thì ăn cái gì ngứa? Có, em ăn ngứa đây. Em ăn kiến ngứa. Ăn nhiều ngứa. Nào tao bắt kiến này. Rửa cái tổ. Rửa ít tổ kiến to như ngày xưa nhỉ. Cây xoàn này. Nhiều tôi teo rồi. Ướ lên à. Mấy rồi. Không sở trường lắm này. Không sở trường. Mày ăn đi tao đi ngủ. Tao ngủ đi em ăn hết rồi. Không, mình xin phép đi ngủ trước đây. Chúng mau đây để ăn. À, các bạn thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nhá. Và nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông bên cạnh nhá. Đấy, mày ngồi giải quyết hết đi nhá. Tao té này. Không được quay lại nhá. Ừ, thế à? Nhớ. Mệt cả. Hôm nay tính hoài, ăn đi ngủ cơ.